Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn kỹ thuật làm After Effects của mình. Mình là Ung Thành Freelancer Vebit. Tức là lâu rồi mình quay trở lại và sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục những cái kỹ năng cần thiết để chia sẻ đến các bạn, dành cho những bạn mới, những bạn muốn phát triển kỹ năng của mình. Trong cái bài hướng dẫn gần đây của mình thì có bạn Ngô Văn Khương có yêu cầu là anh có thể sử dụng cái particular để làm cái hướng dẫn làm may giống thật. Thì dựa vào cái yêu cầu này, mình hôm nay chúng ta sẽ học về cái cách làm một cái video intro theo cái dạng may và hiệu ứng may bay như thế này. Đó, đây là mình đã demo cho các bạn thấy được cái sản phẩm cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Được không? Thì đi vào bài ngày hôm nay thì trước tiên thì để làm được cái này thì chúng ta phải biết đến về kỹ thuật dùng hình để làm một cái video này. Chúng ta phải biết đến về kỹ thuật set key animation cơ bản trong After Effects nè. Và chúng ta phải biết về kỹ thuật sử dụng cái lead in particular. Thì đó là ba cái yếu tố quan trọng của bài ngày hôm nay. Bây giờ đi vào nội dung bài đầu tiên. Thì cái phần khói bay như thế này mình sẽ nói sau cùng. Việc đầu tiên đó là chúng ta phải làm sao cho để có một cái background may như thế này. Thì để có background may thì các bạn phải lên Google. Mình sẽ kích đúp vào đây. Mình sẽ thấy đây là cái background may của mình. Đó. Thì mình sẽ tạo một cái composition, các bạn nhấn Ctrl N và các bạn đặt tên là bài số 5. Đây là bài số 5 trong năm nay. Rồi. Và các bạn đưa cái background may vào đây. Đó, đây là cái background may của mình. Thì nó bự hơn. Thì các bạn thấy không? Background may của mình thì nó hơi bị sáng một chút xíu. Chúng ta có thể sử dụng định cover để mà chúng ta lấy lại cái contrast cho cái tấm này. Các bạn có thể sử dụng cái đó, các bạn có thể kéo cái vùng giữa này xuống chút xíu để cho lấy lại được cái phần chắc cho cái tấm hình này, nó đỡ bị mù hơn. Đúng rồi, thấy không? Rồi, có thể các bạn sử dụng cái channel blue để mà tăng cái độ xanh lên chút xíu, hoặc là red để tăng độ hồng của mây. Biết không? Ok, như vậy thì chúng ta chỉnh sơ qua như vậy thì chúng ta có được cái file như thế này. Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ coi cái mẫu như thế này đây. Đó, bước 1 là chúng ta phải sử dụng được cái đây. Sau khi chúng ta căn chỉnh được cái cơ bản về cái hình ảnh chút xíu thì chúng ta sẽ bắt đầu làm cái chuyển động cái background cho cái hình này. Thì như các bạn thấy này. Hình này đang bị lệch không được 1 độ. Giờ như các bạn thấy nè, đây là một tấm hình. Bây giờ chúng ta để biến thành một cái video thì các bạn phải hiểu được cái nguyên tắc chuyển động của nó. Thì ví dụ như camera của mình ấy, thì các bạn phải biết nè, cái vật càng chuyển động camera thì càng gần camera thì nó chuyển động càng nhanh. Như vậy thì mình quy ước như thế này nè. Bây giờ mình quy ước như thế này nha. Cái ngay vị trí con chó của mình là vật gần camera. Và càng xa như thế này, ở những điểm xa như thế này á thì nó sẽ chuyển động chậm hơn. Thì để biến một cái tấm hình thành thì mình sẽ giới thiệu các bạn một effect, đó là cái CC Power Pin đây. Mình sẽ đưa CC Power Pin vào đây. Mình sẽ làm ăn gian nhưng mà nó giống như một cú camera chuyển động đi zoom vô như thế này. Thì tại vị trí này thì đây là vị trí cuối cùng của tấm hình thì mình sẽ fit ở ngay vị trí này. Thì mình sẽ đưa về điểm cuối. Và mình sẽ set key cho cái phần bottom right và left này là nhớ vị trí này là vị trí cuối cùng. Sau đó mình sẽ đưa con chó về điểm đầu. Và mình sẽ dùng cái thước Ctrl R để mà đưa cái vị trí này lên đây. Đưa vị trí này lên. Mục đích của mình là mình muốn làm dấu hai điểm này. Đó, mình chỉ cần đưa hai cái điểm này về đây. Về đây cho nhanh, đúng không? Đúng không? Và như vậy bây giờ các bạn quan sát nha. Đó, rất giống như chúng ta sử dụng, rất giống như chúng ta đang quay một cái video. Đây là cái kỹ thuật mà giúp cho các bạn có thể làm được một tấm hình nó giả được cái mây rất là nhanh. Cái bài này thì ứng dụng kiến thức rất là hay của After Effects nha các bạn. Rồi, như vậy chỉ cần có một thao tác thôi thì các bạn biến một tấm hình trở thành một cái video rất là nhanh. Đúng chưa? Rồi, cái bước tiếp theo là mình sẽ xem cái suột mẫu ngày hôm nay như thế nào. Đây, bước tiếp theo là mình phải có chữ của mình và việc cách hiện chữ ra như thế nào. Rồi, cách hiện chữ như thế nào thì bây giờ mình sẽ đánh chữ nè. Mình sẽ có lớp chữ, thì mình có hai lớp chữ. Thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ đánh chữ là tên của các bạn, đúng không? Thì các bạn có thể đánh là
Việt Nam chẳng hạn. Việt Nam. Đây. Thì các bạn có thể quét chọn hết và muốn cho nó in hoa hết, các bạn kích vào biểu tượng này nó sẽ in hoa hết. Và các mình sẽ lựa chọn cái kiểu chữ Samsung và mình lựa chọn cái phông bự. Các bạn có thể tăng kích thước lên, Việt Nam ngay đây. Và mình sẽ đưa cái màu này là màu đen để cho nổi bật trên cái nền trắng. Và mình sẽ chọn phương án là canh giữa. Canh giữa tấm hình. Các bạn có thể nhấn là Control and Home để mà đưa cái tâm về đây. Thì các bạn bật vào chế độ là Title Action Size để mà đưa cái tâm của cái chữ này về đúng cái tâm của cái khung của mình là ngay đây, Việt Nam. Các bạn muốn bự hơn chút xíu nữa, các bạn sẽ đẩy kích thước này lên và sửa lại cái tâm, Control and Home và đưa vào đây. Control Z. Mình phải thoát con chó ra mới sử dụng được. Đây là chữ Việt Nam, vị trí của mình. Các bạn muốn đưa lên cao, các bạn nhấn Shift và mũi tên đi lên. Việt Nam đúng không? Rồi. Tiếp theo là cái nghề nghiệp của các bạn. Thì như bạn này, đây là cái tên của mình và nghề của mình là làm là kỹ sư tự do đúng không? Vì các bạn muốn làm học sinh thì các bạn làm học sinh hoặc là tên gì đó tùy. Thì mình sẽ tạo tiếp một cái chữ nữa, hoặc các bạn có thể nhân đôi cái test này lên và đặt tên cái này là học sinh. Học sinh. Đúng không? Và các bạn sẽ cho kích thước nhỏ lại và dịch chuyển cái nhấn Shift và mũi tên đi xuống. Đồng thời là mình sẽ đối cái kiểu phông chữ này là regular cho nó nhỏ này. Và cái này mình sẽ cho nhỏ lại nữa. Học sinh. Ví dụ như vậy thôi, mình ví dụ thôi, còn cái phần sáng tạo là của các bạn. Rồi, mình sẽ đưa lên đây. Rồi. Như vậy thì chúng ta đã có được cái chữ học sinh Việt Nam rồi đúng không? Rồi. Bây giờ là mình sẽ coi cái như thế này nè, đầu tiên nè. Thứ nhất là mình phải chừa một khoảng thời gian là 4 giây sau mới xuất hiện. Thì tương tự cái con này là 12 giây đúng không các bạn? Các bạn qua bên đây các bạn nhấn Ctrl K nè. Mình sẽ đổi cái con này là thành 5 giây, là thành 12 giây. 12 giây. Đúng không? Rồi. Các bạn kéo này ra để mà quan sát nè. Các bạn nhấn Ctrl A để mà đưa hết những cái độ dài của cái layer mình ra nữa. Chứ không đến đây, nếu mà các bạn không đưa đến đây nó mất nè, là mình render không thấy gì hết đúng không? Rồi. Rồi ok. Bây giờ cái chữ Việt Nam nè, các bạn để ý nha, sau 4 giây nó mới xuất hiện. Thì như vậy thì các bạn sẽ set opacity cho cái chữ học Việt Nam này nè. Các bạn nhấn phím T trên bàn phím, các bạn sẽ hiện ngay vị trí này là 4 giây thì cho nó hiện 100%. Các bạn có thể nhích lên trên phía trước và các bạn lùi lại chút xíu và các bạn cho cái vị trí này là không để cho cái hiện chữ học sinh Việt Nam hiện lên. Đúng chưa? Chữ Việt Nam hiện lên nè. Cái quãng này có thể kéo dài ra chút xíu. Tương tự như vậy, Việt Nam và thời điểm đầu á, khi cái chữ Việt Nam hiện, chữ tên hiện lên nè và cái nghề nghiệp nó chưa hiện lên thì cần một khoảng thời gian 2 giây sau nó mới hiện lên đúng không? Thì các bạn kéo ra đây 2 giây sau, các bạn xét cái này là học sinh nè. Các bạn cho cái này là 100, kéo ra đây. Và điểm đầu của mình các bạn cho là bằng 0. Thì tự động nó sẽ chạy từ từ 0 lên 100 thì nó sẽ có hiện tượng học sinh hiện ra. Đúng chưa? Rồi. Bây giờ á, để cho nó hiệu quả chút xíu và nó phải có tương tác với cái đám mây của mình chút xíu nè, đó. Ok, cái này thì các bạn phải 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 di chuyển nhấn U cái này này. Cái điểm key của mình là điểm đầu. Đây là cái tấm hình nha. Mình chỉ có key như thế này thôi. Tại vị trí này ra đến đây nó hết rồi, nó không không chuyển động nữa. Thì các bạn phải dịch chuyển hai cái điểm key này ra đây. Đó, thì như vậy thì chúng ta mới thấy chuyển động nhẹ nhẹ. Đó. Ok. Chứ không, nếu như các bạn không dịch chuyển điểm key thì đến đây nó hết chuyển động mất, là tấm hình của mình đứng yên mất rồi. Đúng không? Các bạn phải dịch chuyển hai cái này ra đây. Được chưa? Rồi, như vậy chúng ta đã có được cái chữ là sau sau 3 giây, sau 4 giây thì sẽ có được cái chữ Việt Nam nè. Và tiếp tục khoảng 1 giây sau thì cái chữ học sinh đã hiện ra. Rồi bây giờ để cho nó tương tương đồng nữa thì các bạn có thể các bạn phải chỉnh cái vị chỉnh cho cái chữ Việt Nam và học sinh của mình nó zoom theo cái mây thì nó mới đẹp. Đúng không? Cái vị trí này các bạn có thể chỉnh được nha, học sinh các bạn có thể kéo xuống dưới thêm chút xíu nè. Rồi. Bây giờ mình sẽ tạo một cái null nè. Các bạn nhấn Ctrl Alt Shift Y dài, hoặc các bạn vào đây layer chọn new và chọn null. Null object. Null là gì? Null là cái phần liên quan tới chuyển động. Nó sẽ cho phép gắn kết để mà các bạn nhớ đến null là nhớ đến chuyển động thôi. Rồi, mình sẽ đặt tên cái null này là quản lý chuyển động đi, chuyển động. Rồi, bây giờ nha. Chuyển động này thì mình chuyển động
để cho hợp lý thì các bạn nên đặt tên cho nó khoa học chút xíu, thì mọi thứ nó phải đều hết thì nó mới cái project của mình làm nó mới ổn. Việt Nam thì các bạn phải viết Hoa thì nó mới cần trình giới lại, các bạn phải đặt tên nó là Việt Nam viết Hoa để cho nó căng hết tất cả mọi thứ, đúng không? Thì nhìn vô thì người ta mới đánh giá được cái project của mình là nghiêm túc. Rồi tiếp theo, trong quá trình làm thì nên nhớ sao lại một cái. Rồi bây giờ nè, mình đang bật caps lock nó có hiện tượng như thế này, mình không play được, các bạn phải tắt caps lock đi. Rồi bây giờ nè, rồi bây giờ thì mình đây là cái null của mình, và mình sẽ liên kết cái chữ học sinh và Việt Nam. Mình sẽ kéo cái biểu tượng xanh ốc parent này nè, kéo vô đây. Ồ, một số bạn sẽ thắc mắc, ồ máy của em nó không có chữ parent này, vậy parent nó nằm ở đâu? Thì các bạn phải lưu ý ba cái icon phía dưới này, kiểm tra thử có ghi âm không chứ hồi nãy giờ sợ không có bấm. Rồi ba cái icon phía dưới này các bạn tắt đi, lỡ các bạn vô tình tắt đi nha thì nó sẽ không có chữ parent, nó sẽ không có sự liên kết, đúng không? Ok, đây thì vẫn còn, thì các bạn cứ mở ra đây thì nó sẽ có. Và trường hợp không có nữa thì các bạn rê chuột vào cái chữ layer này, các bạn chuột phải vô đây, các bạn chọn column. Nếu như không cái chữ parent này không được tích thì chúng ta không thấy được cái thanh parent ở đâu hết, đúng không? Thì các bạn phải nhớ nó nằm ở đâu. Ok, thế như vậy thì mình sẽ liên kết cái chữ học sinh và chữ Việt Nam này với cái CD, cái chuyển động. Ok, như vậy là vừa khi xuất hiện nè, vừa xuất hiện nè, vừa xuất hiện này, đúng không? Mình sẽ bắt đầu check key cho nó chuyển động ngay thời điểm nó chưa xuất hiện luôn. Thì tại vị trí này mình sẽ set scale cho, scale là kích thước cho cái chữ CD này. Tại lúc này là chữ học sinh và Việt Nam nó ăn theo cái CD rồi, nên mình không quan trọng nữa. Mình một thao tác mình có thể điều khiển được hai nhân vật này, đúng chưa? Đến thời điểm này nè, đến cuối luôn mình sẽ cho chuyển động từ 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 từ, thì mình sẽ tăng cái kích thước này lên, đó, đúng không? Thì như vậy thì từ đây qua đây thì cái chữ chúng ta nó sẽ chuyển động nhẹ nhẹ theo cái mây luôn. Nếu mà các bạn thấy đó, nó có chuyển động nè các bạn, nó có chuyển động nè. Đó, nếu như các bạn thấy nó thì các bạn có thể kéo vô đây luôn. Kéo càng gần hai điểm kia càng gần nhau thì cái chuyển động nó sẽ càng nhanh hơn và chúng ta thấy rõ hơn. Đó, bạn thấy không, cái chữ Việt Nam chúng ta. Rồi các bạn thấy chữ Việt Nam chúng ta và cái chữ học sinh nó sẽ chuyển động gần giọng, nó không có đứng yên và nó chuyển động theo mây. Như vậy thì nó sẽ sinh động hơn. Rồi, đó là một phạm trù cơ bản để chúng ta tạo ra một cái chữ và một tấm hình chuyển động. Bây giờ cái phần quan trọng nhất mình muốn giới thiệu các bạn đó là chúng ta sử dụng làm cách nào để tạo được cái mây như thế này. Tạo được cái mây để mà ra được cái chuyển động mong muốn, đó là lớp mây nó che lớp chữ như thế này, đúng không? Đó. Rồi. Thì mình đã làm được hết hơn nửa chặng đường rồi các bạn. Mọi thứ đã xong xuôi rồi. Bây giờ nhiệm vụ của mình là phải làm cho cái mây nó che được cái chữ nữa. Thì để làm được ổn cái điều này thì các bạn phải biết sử dụng cái LinkedIn. Có nhiều cách để làm, các bạn có thể dùng hình nữa. Nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái bài này, chúng ta sử dụng cái LinkedIn Particular của RedSun. Thì các bạn chưa có cái LinkedIn này, các bạn lên trang web của mình nha. Các bạn sẽ download trên đó, unthanh.com. Trên đó. Ok. Thì bây giờ mình sẽ để mà sử dụng cái LinkedIn này thì các bạn nhấn Ctrl Y dài. Đó, các bạn tạo cái này là mây, đặt tên là mây. Đây là một cái solid mây. Đúng không? Thì để chuẩn nữa các bạn cứ viết hoa hết cho mình thì nó sẽ căng hết cái project đó. Rồi và mình kích cho mục Affect và Reset, các bạn chọn cái này là Particular. Thì nó sẽ ra cái LinkedIn là Resian Chapcop Particular, các bạn sẽ đưa cái Particular vô đây. Thì để cho dễ quan sát các bạn kích vào đây. Đó, đây là cái kiểu như thế này. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của mình phải làm được mây giống như cái phần mẫu mà mình đã demo ở trên đây. Thì để làm được điều này thì các bạn cần phải hiểu được là để mà mây nó chuyển động được như thế này thì nó phải có cấu trúc không gian trước và sau. Thì như vậy thì các bạn phải biết về kiến thức particular chút xíu. Thì trên cái kênh YouTube của mình á, khi các bạn kích vào đây, các bạn search chữ Unthành đúng không? Các bạn kích vào đây thì nó sẽ hiện ra được một cái bảng giới thiệu này kia, một list rất nhiều. Thì các bạn thấy, các bạn kéo xuống đây để quan sát. Nhưng mà nếu như không thấy, các bạn kích vào danh sách phát nè, danh sách phát. Bên trong cái danh sách phát á, nó sẽ có được cái, các bạn tìm cái mục là Particular đâu. Đây, Particular, kích vào trong bên trong này. Thì ở đây là một cái series gồm có 12 video giới thiệu về Particular. Nếu các bạn chưa biết thì các bạn có thể tham khảo những cái bài này, các bạn sẽ nắm được cái kiến thức của Particular nha. Quay trở lại cái bài của mình hôm nay. Quay trở lại cái bài này thì bài này thì như vậy thì bây giờ mình sẽ không nói về kiến thức nữa, mà mình sẽ làm luôn.
Và cái phần emitter này mình sẽ chọn cái kiểu này là kiểu hộp. Tại sao phải chọn kiểu hộp? Bởi vì mình muốn là mình có thể chỉnh được cái cấu trúc hạt trước hạt sau được. Trong cái mục emitter size này mình sẽ chọn là individual. Bởi vì mình nếu mình chọn cái kiểu line kit này thì mình chỉ còn chỉnh nó nằm ở trong một cái khuôn khổ mặt phẳng thôi. Như vậy mình sẽ chọn như thế này để mình chỉnh riêng được. Ví dụ mình muốn như thế này, mình muốn nó như thế này, mình muốn nó như thế này. Đó, các bạn thấy không? Cấu trúc nó trước sau được. Đó, hiểu không? Rồi. Rồi. Đó, ví dụ như vậy. Và mình muốn cho những hạt này nó không chuyển động nữa. Không chuyển động nữa. Mình muốn tại thời điểm ban đầu là nó có hạt liền chứ nó không có hiện tượng là không có rồi xuất hiện. Thì để như vậy thì các bạn chọn vô cái mục emission extra này, các bạn tăng này lên 100%. Dạ. Rồi, như vậy là ban đầu xuất hiện liền. Và mình muốn là những cái hạt này nó phải được sắp xếp tự do trong không gian. Và bây giờ mình sẽ tạo một cái camera để quan sát nha. Các bạn nhấn vào layer, chọn new và chọn camera, hay các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl Alt Shift C. Các bạn chọn nhớ là hai nốt và ok. Như vậy các bạn đã có được camera rồi, các bạn nhấn phím C. Đây là cái bảng điều khiển camera của mình. 1 2 3 4. Bốn cái chức năng này điều khiển thì tính năng của nó thì các bạn cũng hiểu rồi. Hai cái đầu là điều hướng. Cái thứ ba là pan lên xuống trái phải, và cái thứ tư là zoom. Thì bây giờ mình sử dụng đó, các bạn thấy không? Như vậy thì cấu trúc của nó là một cái khối trong không gian hình hộp. Đúng không? Rồi mình sẽ Ctrl Z. Rồi bây giờ mình muốn như thế này, đây là cái triết lý của mình nè. Mình sẽ zoom nó như thế này. Đây. Đó, các bạn thấy không? Đây là những cái hạt mây nó sẽ bay vô như thế này. Và như vậy thì để làm được điều này thì khi mình play á thì những hạt này nó không chuyển động nữa mới được. Như vậy để cho những hạt này không chuyển động thì mình sẽ sử dụng cái tính năng gì? Các bạn kích vào cái mây. Các bạn kéo xuống phần vật lý, đó là Physics Master. Các bạn sẽ chọn vào cái mục Time Physics Time Factor này, các bạn kích vô điểm key tại vị trí con chó đầu tiên, các bạn kích vào đồng hồ bấm giờ một cái. Sau đó các bạn nhấn Ctrl và dấu mũi tên vào bên tay phải của mình, các bạn kích một cái. Thì như vậy là nhích đến một frame thì các bạn đưa cái số 1 này về con số 0 cho mình. Đó, như vậy thì toàn và cái vế phía sau này nó là đây, một frame này nó sẽ chuyển động hết, nó sẽ đứng yên hết, đúng không? Và việc làm của mình bây giờ là chúng ta sẽ set key cho camera. Bây giờ các bạn set key camera như thế nào? Các bạn nhấn về position của camera tại vị trí này. Các bạn lên đây, 4 giây sau các bạn khẽ tăng cái này lên. Đó, như vậy là chúng ta có hiện tượng là những cái hạt này nó sẽ bay vô đây. Bây giờ các bạn thấy nè, nó sẽ hiện tượng lắc như thế này. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ bị lắc. Thì có nghĩa là cái điểm key của mình á, nhấn phím U trên bàn phím và các bạn nhấn phím dấu cộng. Nhớ là con chó của mình phải chuyển chế độ tiếng Việt về tiếng Anh nha. Đây, hiện tượng này là do cái factory nó vẫn còn hiểu. Như vậy các bạn chỉ cần kéo hai cái điểm key này và nhích tới vị trí như thế này thì mọi thứ ổn. Đó, bây giờ là nó ăn theo camera cho nó không còn giật nữa. Hiểu chưa? Rồi, đó các bạn thấy không? Đây là mây nó bay vô. Bây giờ nhiệm vụ của mình nè, mình sẽ cho những kích thước hạt này nó bự lên. Thì các bạn nhớ nha, đây là cái emitter, có nghĩa là quản lý chung về hình thế bên ngoài. Còn các bạn muốn cho kích thước hạt này thì các bạn phải kích vào cái phần particle đây. Các bạn sẽ cho cái size của nó bự lên. Mình sẽ cho nó là 150 chẳng hạn. Rất là bự. Mình sẽ cho nó là 60. Đó, đây là những cái. Rồi, bây giờ các bạn sẽ đắp vật liệu cho những cái hạt này. Các bạn sẽ chọn vào phần spine. Thì trong mục này nó sẽ cho mình chọn spine có sẵn trong cái After Effects, trong cái bộ thư viện của Jarrett. Thì các bạn phải chọn vô phần Smart Profile để cho có được cái hiệu ứng này. Thì mình thấy cái hiệu ứng này gần giống may nhất thì mình sẽ nhấn OK. Đó, thì trên nguyên tắc là những cái hình ra như thế này. Thì có nhiều bạn đặt câu hỏi là ủa tại sao mây là màu trắng mà sao anh chọn màu đen màu như thế này. Thì có nghĩa là như vậy thì trong trường hợp này là tấm hình của chúng ta chọn. Đây là tấm hình spy nè. Đây là tấm hình spy của chúng ta. Đây tấm hình spy của chúng ta. Nó vẫn chuyển động để cho nó giả mây được. Nhưng mà nó là một cái layer có cái background màu đen. Như vậy để khử được màu đen thì trước hết là chúng ta phải sử dụng chế độ hòa trộn gì để khử màu đen? Thì nhắc lại kiến thức cũ một chút xíu. Đó là chúng ta phải sử dụng cái chế độ hòa trộn là Add hoặc Screen để mà khử màu đen được cho một vật thể có bắt ra màu đen. Đúng chưa? Mình nhắc lại một chút xíu nè. Add là gì? Add là cái cường độ nó sáng rực hơn, và Screen. Screen thì nó bình thường và nó sẽ căng hơn. Thì như vậy đầu tiên là chúng ta phải chọn vào Particular May. Các bạn phải sử dụng là cái Blend Mode cho Particular. Các bạn chọn sử dụng là Screen. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ là nó không còn phân biệt những cái đốm hình chữ nhật nữa. Các bạn quay trở lại normal. Đó, các bạn thấy không? Đây là những cái cạnh nè.
Đây là những layer nó sẽ random với nhau. Thì các bạn chọn như thế này, là screen này, đó thì nó sẽ full vô hết. Tiếp theo, để khử được cái nền đen tổng thể này, các bạn bắt buộc phải khử được cái chế độ mod cho cái mây này. Các bạn chọn mod này, là các bạn chọn là screen, đó. Như vậy, tại sao khi chúng ta screen rồi mà chúng ta không thấy được hiện tượng gì đặc biệt hết? Thì xin lý giải cho các bạn biết là tại gì. Screen là gì? Screen là nó chế độ hòa trộn, mà đã là hòa trộn thì phải có hai layer. Hiện tại mình đang sử dụng tính năng là view một layer ưu tiên. Như vậy thì chúng ta không thấy được, chúng ta phải tắt cái chế độ view này đi, các bạn mới thấy. Đó. Và bây giờ nó đã ăn như nền rồi, các bạn xem nè. Đây, các bạn thấy không? Đó, chúng ta đã có những lớp mây bay rồi. Đúng chưa? Đây là chúng ta đã có những lớp mây bay rồi nè. Đó, và nhiệm vụ của mình là mình phải căng làm sao cho nó mây nó che kín hết phạm vi này. Thì mình sẽ tăng cái kích thước này lên. Cái size này lên là 90. 90 chưa đã thì các bạn tăng lên là 150. Rồi, và như vậy thì chúng ta đã có những lớp mây. Đó, bắt đầu nó bay vô kín màn hình hết. Và khi các bạn, mình sẽ giảm chế độ view này xuống để cho các bạn dễ quan sát nè. Đó, đến đây, vô bên trong này thì cái chữ của mình nó sẽ được hiện ra. Chữ mình hiện ra, đúng chưa? Đó, cái chữ Việt Nam của chúng ta được hiện ra đây. Đến đây mà vẫn chưa hiện ra rồi thì mình phải chọn chữ Việt Nam mà nhấn phím U để mà hiện hai điểm key, và mình cho cái chữ Việt Nam nó xuất hiện trước luôn. Như vậy để cho nó căng thì các bạn phải nhấn luôn cái chữ học sinh, và mình dịch chuyển một lần hai điểm key này luôn để cho nó căng đối với nhau, chúng ta không cần phải sửa nữa. Qua đây. Được chưa? Đến đây thì rồi. Đó. Các bạn kéo cái thời điểm ra đây chút xíu. Rồi, để cho cái hiệu ứng mây này nó ổn hơn thì các bạn sẽ nhấn phím T là opacity, và đến thời điểm này xuất hiện các bạn sẽ giảm dần opacity bằng 0. Đó, giảm dần, đến đây thì cho nó bằng 0 luôn, từ từ nó nhẹ nhàng nó bằng 0. Rồi. Đó, và như vậy là chúng ta đã hoàn thành được một cái đoạn intro bằng mây và sử dụng particular. Khá là ổn đúng không các bạn? Xin mời các bạn sẽ xem lại cái thành quả của mình. Để đợi máy render chút xíu. Đó. Rồi, và như vậy chúng ta đã hoàn thành được cái bài tập ngày hôm nay rồi. Đây, đây là cũng là một cái cách làm của mình, riêng của mình. Thì tùy các bạn thôi, nó là một phương án. Các bạn có thể thay đổi tên và cái cấu trúc bên trong như thế nào đó do mình. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thì mình xin nói sơ qua về cái kênh YouTube của mình chút xíu. Thì các bạn chỉ cần lên YouTube và các bạn gõ là UNN Thanh, thì những cái kênh đầu tiên và những video đầu tiên nó sẽ hiện ra là của mình. Các bạn muốn mà cập nhật những cái bài hướng dẫn mới nhất và chất lượng của mình thì các bạn có thể kích vào cái mục là đăng ký ở dưới mỗi video hoặc là subscribe đó. Rồi. Ngoài ra thì các bạn để cho dễ dàng việc quản lý và xem học tập thì các bạn có thể gõ là chữ unthanh.com. Đây. Đây là cái trang web của mình. Thì được phân bố là nhiều hệ thống. Ví dụ như các bạn nào mới á, thì các bạn có thể chọn vào một căn bản. Bạn nào mà muốn củng cố kiến thức thì các bạn vào nâng cao. Các hệ thống như thế này các bạn video update liên tục. Thì các bạn muốn download tài nguyên, các bạn kích vào một tài nguyên này để download. Đúng không? Rồi, đó là những phần quan trọng để các bạn muốn liên hệ mình làm dự án. Các bạn muốn liên hệ mình làm dự án thì các bạn có thể gọi số điện thoại này, hoặc là gửi mail cho mình, hoặc là nhắn tin trên Facebook cho mình. Đó. Đúng không? Thì mình sẽ đây, trên Facebook, các bạn kích vào Facebook này. Rồi, các bạn muốn giao lưu kiến thức thì các bạn giao lưu trên cái nhóm này. Đây là cộng đồng kỹ xảo, này là cái group của mình. Mình quản lý cái group này để cho các bạn có thể chia sẻ được những cái kiến thức và học hỏi lẫn nhau. Đó, rồi mình sẽ phê duyệt cho tất cả những cái bài hợp lý, đúng không? Và các bạn muốn tìm việc làm đúng cái dạng thiết kế, hoặc là dân đồ họa, hoặc là dân dựng phim, dân kỹ xảo, thì các bạn kích vào nhóm việc làm dựng phim thiết kế kỹ xảo. Thì ở đây thì nhóm này thì ưu tiên cho cái việc làm của các bạn. Thì mình sẽ phê duyệt những cái bài đăng hợp lý, không câu like này kia thì nó sẽ loãng nhóm đi, đúng không? Do vậy thì ví dụ như mình sẽ kiểm tra cái bài này. Đó, bài này tuyển dụng thì liên quan mình kiểm tra thử là tuyển dụng này thì sản xuất hậu kỳ phim thì ok rồi. Còn cái vấn đề các bạn phải đến và chat kiểm tra như thế nào. Chứ còn mình thì cũng chỉ tạo một cái sân chơi và một cái nơi để cho các bạn có được cái nguồn hồ sơ cung cấp thông tin cho các nhà tuyển dụng thôi. Đó,
chứ không dám đảm bảo là những cái tuyển dụng này là hợp lý và nó không bóc lột nha các bạn. Như vậy thì cố gắng anh em chia sẻ và giao lưu. Ngoài ra thì mình có một cái kênh là xe tài nguyên VBIT. Đây, xe tài nguyên nữa. Đó là anh em có cái LinkedIn thì mình sẽ share lên đây. Share lên đây để cho anh em học tập. Mà share lên đây để anh em tải về máy cũng như tham khảo. Nhưng mà cơ bản nhất và vẫn mạnh nhất vẫn là cái group này để chúng ta giao lưu và học hỏi nhất nha các bạn. Đó. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và hôm nay chúng ta đã hoàn thành xong cái bài làm mây này rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một cái video hướng dẫn sau nha.